Xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục về thêm đó là phân tần trợ nhôm chuyên dùng cho các bác làm thay thế phân tần loa. Và cái phân tần này bên em cũng thuộc dạng là thánh độ, thánh chế, để phù hợp với một số các dòng loa những các bác đã đặt hàng với em trong suốt thời gian vừa qua. Phân tần này bên em sẽ khuyên dùng cho các bác như là các dòng như là Homelander, loa hỏa tiễn, mẫu model T24, T30, H1-212, H1-215, H1-210 đấy, và các dòng loa full ram cao kê gia đình. Dòng này thì cho ra cái chất lượng âm thanh thì không thể chê được rồi, với cái công nghệ đặc biệt của mạch nữa là mạch autocon, nên nó sẽ bảo vệ và gần như là chống cháy tép đến mức tối đa cho các bác. Với các bác đánh công suất tầm 600-800W, cái mạch này hoạt động cực kỳ hiệu quả về cái mạch autocon, chống cháy tép rất tốt đấy. Nếu như các bác đánh quá tải thì cái mạch này nó sẽ hoạt động rất tốt luôn đấy, rất tốt. Đây là cái mặt sau các bác nhé. Phân tần này thì từ trước giờ bên em có bán rất nhiều, hôm nay về thêm được tương đây nữa, về 10 bộ. Có mấy bộ em bỏ ra làm rồi, còn lại từng này thì các bác nào có đấy thì liên hệ trực tiếp với em. Hiện tại ở đây còn 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bộ. Còn 8 bộ nữa là chưa vào việc, nên các bác nào có quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Ngoài ra bên em có nhận đơn, các đơn lẻ như các bác gióng thùng loa, những cái đơn nào lẻ đấy, các bác liên hệ trực tiếp với em. Một đôi, hai đôi bên em vẫn nhận hết nhé, tất cả các dòng loa. Nhưng bên em tư vấn như thế nào thì các bác cố gắng nghe theo như thế là được. Bởi vì bên em nó có chuyên môn kỹ thuật rất là cao, mà cũng tính được cái khối lượng mảng loa. Ví dụ như các dòng cổ loa đấy, thì lấy mẫu về đo đắp tuyến, em sẽ khoe luôn các bác như sau. Ví dụ như các mẫu loa như thế này thì bên em đều có khuôn đỡ để đo lấy mẫu thông số là phân tần. Đây là khuôn đỡ, cái này em khoe thôi nhé, chứ thật ra những cái này thì gần như là bí mật trong nghề. Khoe các bác thôi, khoe một tí thôi đấy, thì nó có khuôn đỡ như này, sẽ lắp bát vào đây. Đấy, các khuôn khác này, đây là khuôn của 40, đây là khuôn của 30, đây là khuôn của 25. Đấy, khuôn đo để lắp bát vào đo. Đây là khuôn của 20 đấy. Thì ví dụ như các bác nào có cái loa như thế nào ấy, nó nhỡ nẻ một đôi hai đôi mà muốn làm phân tần, làm thùng loa, liên hệ trực tiếp với em. Giá không rẻ nhưng mà chất lượng rất là cao. Chất lượng bên em thì tự tin gần như là cao nhất nhì luôn. Trong gọi là trong đội thợ ở trong đất Việt Nam này, chuyên môn trình độ như em là nghiên cứu được thùng, nghiên cứu được phân tần đấy, là đã đếm trên đầu ngón tay rồi. Mà còn đứng ra công khai để đăng trên mạng này nữa, chắc có một hai ông thôi chứ không có nhiều đâu. Cũng nhiều người giỏi hơn em rất nhiều, nhưng họ không nổi tiếng. Họ không muốn nổi tiếng, họ không muốn nhận đơn. Nhưng còn các bác nào thích thì bên em vẫn phục vụ bình thường. Thì đổi lại bằng cái chi phí các bác đầu tư ra thì bên em sẽ làm cho nó tốt nhất có thể, đúng không ạ? Đấy, đây em sẽ khoe với các bác một tí như sau. Đây là khuôn form của các dòng như là loa 40. Đấy, thì đây là mẫu đo. Đấy, nó sẽ như thế này. Đây là khuôn mẫu nhá. Đấy. Còn ngoài ra thì bên em bây giờ vẫn có các nguyên linh phụ kiện khác, ví dụ như là họng kèn loa. Đấy. Họng kèn này, chân cao su này. Có rất nhiều. Đấy, họng kèn vừa lấy về một mớ đây. Nhận đơn của công ty lấy về một bao tải. Rất nhiều. Đấy, một bao tải họng kèn loa. Kèn này là kèn Ovan 19 vuông, góc phủ là 60 90. À 50 90. Góc phủ âm là 50-90. Đây này, chính là cái họng kèn này này, kẹp cụ xoáy. Đấy. Ngoài ra thì bên em là có các dòng cổ loa khác của các thương hiệu khác bên em cũng có bán, nhưng mà lựa chọn rất là kỹ. Ví dụ như cụ 20 của PIF Minh Chính Audio, cụ DE2508 phiên bản Nimit, côn dây nhôm dẹt màng titan màu xanh tím, màng màu nó sẽ đậm hơn màu này này. Đấy. Thép từ nam châm siêu dày, nam châm 2,5 cm, nam châm của mấy cái loa kia nó có 2 cm thôi. Nam châm của loa tép dày như nam châm của nó bát, thậm chí dày hơn. Đấy, thậm chí dày hơn cũng có nhá. Đấy, bên em gần như linh phụ kiện các loại đầy đủ hết. Họng kèn sắp tới thì có rất nhiều cái họng kèn cung cấp cho các bác. Đây em quay qua nhá. Đây là họng DOSC, DOSC phiên bản thiết kế bản quyền của N Acoustic. Họng kèn 1 inch nhá. Nổ thoát là 1 inch này. Các bác nắp được các loại côn
350, 450, 550, 650, tức là côn 63. Cứ họng thoát home acid 1 inch là các bác lắp được. 1,4 inch không lắp được cái loại này. Cụ 750 là 1,4 inch là không lắp được. Cụ 650 là 1 inch là có thể lắp được. Cứ 1 inch nổ thoát là lắp được, còn 1,4 inch là không lắp được. Đấy. Đây, con này là có 1,4 inch nhưng mà 1,5 inch nhưng mà họng xoáy, cụ xoáy. Đấy. Đây là cụ DA488. Con này là nam châm dày có 2 cm thôi. Nhưng mà cái con 2508 thì nó dày hơn nhiều. Các bác nhìn này. Thấy chưa? Thấy dày nhiều chưa? Đấy. Nam châm của nó hút rất là mạnh, rất là ghê gớm. Ngoài ra bên em là sắp có các dòng như là thùng loa dành cho là Naray, ray đơn 30, dây đôi 30, dây đơn 25, dây đôi 25. Hiện tại em đang có sẵn là dây đôi 25, đang xếp trong xó kia rất nhiều. Đấy. Các bạn nào cũng quan tâm thì hẹn trực tiếp. Sắp tới thì sẽ ra và giả đơn cho các bác là H1-212 rất nhiều nhá. Đấy. Ok, xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.